Mẹ coi con đi. Wow, Vinh thở ra khói luôn. Con đi đi, xe bus tới bây giờ. Mẹ đi theo Vinh nha. Tối qua rơi tí xíu à. Chưa đủ nhiệt độ để rơi nhiều. À đây nè Vinh nè. Có tí xíu nè. Có tí xíu tuyết ở trên lá nè, con thấy không? Đêm qua rơi tí xíu tuyết đầu mùa. Ủa tuyết nó như vậy. À. Con đi đi, mẹ thấy xe bus quẹo qua rồi đó. Không cần chạy đâu Vinh ơi. Vinh à, không cần chạy. Con cứ đi từ từ thôi. Hôm nay là thứ 5. Ngày mai Vinh học nữa là Vinh được đi chơi rồi đó. Thứ 7 đi chơi. Hôm nay thứ mấy mẹ? Hôm nay thứ 5. Vậy qua không phải thứ 7. Hôm qua hả? Không. Qua thứ 5 là thứ 6 đúng mà. Đúng rồi. Mẹ nói là ngày mai con học bữa nữa là con ngày mốt con được đi chơi rồi. Bên mặt mẹ thấy đủ ấm không? Tay làm thôi. Con bỏ tay vô túi. Bỏ tay vô túi áo đi. Mẹ chưa mua cho Bên được bao tay. Chứ mọi ngày là Bin tự đi ra khỏi nhà. Ừ đúng rồi đó. Ở trên xe kìa Bin, ở trên cao kìa, tuyết nhiều hơn. Ồ. À đây nè, Bin nè. Đêm qua rơi tí xíu. Cứng quá. Giống như đá. Ừ. Ê!